Lời kinh trong lòng bàn tay. Niềm vui từ những thứ phù phiếm trong thế gian cuối cùng cũng chỉ nhỏ bé như một giọt mật ngọt trên đầu mũi dao sắc nhọn. Nhiều người đời lại nông nổi như một đứa bé, chỉ vì giọt mật nhỏ không đáng gì mà phải bị nạn đứt lưỡi vong thanh. Lưỡi dao sắc nhọn đó là lòng bất thiện của chính mình trong những ngày động niệm đi tìm niềm vui. Có kẻ để đuổi kịp thứ mình mong muốn mà ra sức đạp lên người khác để đi. Có kẻ để chạm được vào thứ mình thích mà xô đẩy người té ngã. Có kẻ để giữ lại được thứ mình cần mà động niệm sân si. Có kẻ vì những thứ mình yêu thích mất đi mà nặng lời ác khẩu. Lòng bất thiện của chính mình làm ra một lưỡi dao, rồi cũng chính lòng bất thiện mài lưỡi dao đó sắc nhọn, và tâm mong muốn sở hữu đã đem chút hạnh phúc trần gian nhỏ bé giành giật được đặt lên đầu mũi dao. Từ đó chỉ chờ chính mình một sát na động niệm bất cẩn vong thanh. Biết bao kẻ đã động niệm bất cẩn vong thanh, lưỡi dao sắc nhọn đó cũng chính là thời gian. 15 năm mãi miết đi, một chiều ngồi xuống nghỉ chân, nhìn lại thứ mà 15 năm trước nghĩ là to lớn, 15 năm sau hóa ra lại bé nhỏ chưa vừa một bàn chân bình yên, và cũng không ngọt như một giọt mật nhân gian. 15 năm đó, thời gian cứ lặng lẽ cắt vụn nát hết tuổi trẻ của mình. 15 năm nữa có lẽ cũng chỉ như một chớp mắt thoáng qua. Chẳng ai có thể thương lượng được với thời gian để mua lại tuổi trẻ. Sáng nay giữa tháng 10, lũ dã quỳ trên con dốc nhỏ vào chùa đã nở hoa vàng đầu tiên. Hoa dã quỳ, hoa báo đông, đã nghe hơi thở mùa đông trong cơn gió lạnh mơ hồ cuối thu ngoài hiên. Khoảng cách giữa con và người lại thêm một mùa đông. Lời kinh trong lòng bàn tay. Một hôm, Đức Phật Gautama và các vị đệ tử xuất gia cư trú trong rừng Jeta, nước Savatthi, nhìn khu rừng đang ngã nghiêng trong gió lớn. Đức Phật nói: "Hôm nay bảo vệ những cánh chim làm cho mình chiếc tổ không vững chắc sẽ bị gió lốc cuốn đi. Chiếc tổ mong manh không chống chọi nổi với gió to. Những cánh chim đó nhất định phải chết, gãy cánh, gãy chân và những chiếc lông vung vãi khắp nơi. Những người xuất gia như cánh chim rừng giữa ngày bảo vệ. Nếu không có tâm vững chãi để làm nơi nương tựa cho mình, nhất định sẽ bị bão giông từ cuộc đời cuốn đi, rồi chết, từ bỏ cấm giới, từ bỏ chí nguyện xuất gia, trở lại làm một con người bình thường. Ba tấm y hoại sắc thường mặc mỗi ngày, chiếc bát thường ôm vào làng khất thực mỗi sớm, chiếc tọa cụ để tĩnh tọa dưới gốc cây trong những ngày độc cư. Tất cả đều bỏ lại, mỗi thứ một nơi, như những chiếc lông chim vung vãi khắp nơi sau bão. Các con hãy cố lên. Tâm của mỗi người là chiếc tổ giữa cuộc đời đầy gió giông." Lời kinh trong lòng bàn tay. Hãy suy nghĩ về những mong manh trong cuộc đời, nghĩ về cái chết như một kẻ tử tù chờ ngày thi hành án tử. Những suy nghĩ đó sẽ tiếp thêm sức mạnh để có đủ dũng khí bước mình khỏi những phù phiếm trong cuộc đời. Ngay đâu, mọi tên tử tù đều chỉ mong được sống một cuộc đời lương thiện bình thường. Bất kể ngày xưa hắn đã từng tàn độc đến đâu, muốn một buổi sớm mai bình yên dưới hiên nhà, muốn ăn một bữa cơm giản dị với gia đình, muốn nói gì đó, làm gì đó để người mình thương không phải buồn. Khi đối diện với cái chết, dòng máu thạch lạnh cũng phải ấm lại,
trái tim cũng ấm lại. Khi đối diện với cái chết, những được mất hơn thua, những danh vọng vật chất, những hận thù sâu đậm không còn đáng kể nữa, mờ phai đi, nhẹ tên. Khi không còn thời gian để chọn lựa nhiều, người ta tự khắc biết chọn thứ đáng giá nhất cho mình. Chọn chân thành để sống, chọn việc ý nghĩa để làm, chọn lời yêu thương để nói, chọn ánh mắt hiền để nhìn cuộc đời, chọn đôi tay ấm để cầm lấy tay người, chọn đôi chân thật nhẹ để không làm tổn thương những nơi mình đi qua. Thường xuyên nghĩ đến những gì để yêu thương lớn hơn lỗi lầm, lớn hơn sợ hãi. Lời kinh trong lòng bàn tay. Người đời tàn phá cuộc sống mình bằng chính những hành động không tốt của họ. Những hành động đó sẽ quay trở lại trong một hình dạng khác. Như trái cây khi chín sẽ tự rụng xuống. Khi không còn mặt trời, bóng tối tự tìm đến. Khi không còn niềm tin, những bế tắc tự tìm đến. Một chút trắc trở cũng thành bế tắc. Khi không còn từ tâm, những tổn thương tự tìm đến. Một chút va chạm cũng làm tổn thương. Khi không còn sâu sắc, những bất an tự tìm đến. Một chút sóng gió cũng đủ động đến tận tâm can. Khi không còn can đảm, những khó khăn tự tìm tới. Một chút trở ngại cũng đủ để bỏ cuộc. Lời kinh trong lòng bàn tay. Hạt giống cải đắng, dù được trồng trên mảnh đất tốt hay xấu, dù được chăm sóc nhiều hay ít, đến khi nảy mầm, chiếc mầm đắng. Khi lớn lên, thân đắng, lá đắng, đến những đóa hoa sặc sỡ, nhưng trong lòng vẫn đắng. Cũng như vậy, người đời khi đã chất chứa trong lòng suy nghĩ không thiện, đã mang trong lòng định kiến không tích cực, ánh mắt, lời nói, việc làm, cho đến những lo lắng yêu thương, dù có hết lòng đi chăng nữa, người ta cũng như đang làm khổ nhau, dằn vặt nhau. Những toan tính trong lòng vun đắp nên cuộc đời và môi trường sống cho mỗi người, thấm vào từng ánh mắt, lời nói, đẩy bước chân mỗi người đi, vẽ nên hình hài cuộc đời họ. Khi đã chất chứa trong lòng suy nghĩ không thiện, cũng người đấy ta đấy, cũng lo lắng, cũng yêu thương, nhưng sao mỗi ngày lại trách thêm vào lòng mỗi người thêm nhiều bất an. Cũng người đấy, ta đấy, ai cũng còn ở đó, nhưng khoảng cách lúc này lại thêm một mùa đông. Tất cả bắt đầu từ lòng người. Lời kinh trong lòng bàn tay. Tất cả mọi thứ trên cuộc đời đều do rất nhiều điều kiện liên kết lại mà thành. Ai nhận ra được điều này sẽ đủ sức để buông bỏ những điều khó buông bỏ, đủ sức đối diện với những thứ to lớn trong cuộc đời. Những sợi chỉ nhỏ, mong manh, bện lại với nhau thành sợi dây to, rồi không một đôi tay nào có thể bứt được nữa. Những nỗi buồn mong manh, như khói như sương, giữ mãi trong lòng. Tâm cố chấp bện chúng vào nhau, thành nỗi buồn rất rộng. Tâm không buông bỏ nối chúng lại, thành nỗi buồn rất dài. Rồi không còn đủ sức nhấc lên để đặt xuống, không còn đủ sức để đi qua. Người đời sợ nỗi buồn to, nhưng không chịu buông bỏ những nỗi buồn nhỏ nhặt. Sợ nỗi buồn dài dằng dặc, nhưng ngày ngày vẫn đem những nỗi buồn không đáng nối chúng lại với nhau. Người đời thích hạnh phúc bền vững, nhưng lại không thích chắc chiêu gom góp những hạnh phúc giản dị bé nhỏ thường ngày. Sợi dây lớn lên bằng cách nào, theo ngược lại là cách làm cho nó bé lại. Sợi dây dài ra bằng cách nào, theo ngược lại là cách làm cho nó ngắn lại. Thành không phải chuyện của một sớm đã thành,
hội không phải chuyện của một chiều đã hội, không phải chỉ một bước chân đã đến được gần, không phải chỉ một bước chân đã đi thật xa. Lời kinh trong lòng bàn tay. Có hai thứ sẽ luôn khuấy động cả đời người, làm những điều tổn thương và chưa sống chân thật thiện lành. Làm những điều tổn thương là nơi bắt đầu cho tất cả những oán hiềm phiền não. Chưa sống chân thật thiện lành là vẫn còn chưa bắt đầu cho những niềm vui bền vững trọn vẹn. Chúng khuấy động cuộc đời như những viên sỏi ném vào mặt hồ rộng. Bên cạnh chiếc bóng của chính mình, có lẽ ai cũng muốn có một người bạn lành để cùng đi ngang qua cuộc đời đầy gió bụi này. Vì đến cả một người vững chãi như cổ thụ trăm năm, rắn rỏi như đá núi nghìn năm, sau những ngày gió mưa lạnh buốt, nghe lòng mình phủ kín rong rêu. Chẳng ai muốn cô độc, chẳng ai muốn bão giông, nhưng được mấy ai đủ mạnh mẽ để dừng lại, thôi ném những viên sỏi bất an vào cuộc đời mình, lao sao? Để vẫn còn người bỏ người rồi cô độc, vẫn còn người gom gió trong lòng làm thành bão rồi xô nhau ngã nghiêng. Lời kinh trong lòng bàn tay. Này, đừng bao giờ xem thường một đốm lửa nhỏ. Một đốm lửa nhỏ cũng đủ để thiêu rụi cả một cánh rừng rộng lớn. Một lời nói thiếu từ tâm cũng đủ đẩy người ngã vào giông bão. Một lời nói vô tình cũng đủ để người phải co lại vì đau. Một đốm lửa nhỏ cũng đủ nhóm lên bếp lửa ấm qua hết mùa đông dài. Một sợi dây nhỏ cũng đủ giữ người không rơi xuống vực. Một lời hứa cũng đủ để người vượt qua bao nhiêu trắc trở để quay về. Người biết giữ lửa chẳng ai đem cả bếp lửa cháy hừng hực để giữ lại. Chỉ nhặt một đốm lửa nhỏ vùi sâu vào tro cách qua những đêm đông. Thứ ta mang theo được qua những tháng ngày phiêu bạt chỉ là câu kinh thật sáng, thật ấm, nằm gọn trong lòng bàn tay. Đốm lửa duy nhất có thể cầm được trong tay mà không sợ bị bỏng. Lời kinh trong lòng bàn tay. Đem nắm muối bỏ vào cốc nước nhỏ, cốc nước mặn chát không uống được. Cũng đem nắm muối như vậy bỏ vào dòng sông Hằng, nước sông vẫn có thể uống được, không đổi thay. Cốc nhỏ, lòng hẹp, nước ít, một nắm muối cũng đã quá nhiều, đủ làm chút nước trong cốc mặn chát tê cứng lưỡi, không còn uống được nữa. Một nắm muối nhỏ cũng đã đủ làm nước trong lòng cốc thay đổi khác xưa. Sông Hằng dài, lòng sông rộng, nước sông sâu. Một nắm muối thật to đến mấy cũng chỉ là nắm muối bỏ sông. Nước sông Hằng vẫn bình thản, không đổi thay như chưa từng có gì. Có người luôn bình thản như chưa từng có gì, dù cuộc sống ném vào đời họ bao nhiêu đắng cay. Lòng rộng, tâm sâu, đủ từ bi để thương mình, đủ can đảm để thương cuộc sống, nên đủ bao dung để làm nhạt đi những đắng cay từ cuộc đời rồi bình thản. Có những người chỉ một lần nhận lấy đắng cay, lòng đã đắng cay không bao giờ còn bình thản được nữa. Có người lòng hẹp như chiếc cốc, có người lòng rộng như sông sâu, và cuộc đời không ngừng ném vào đó từng nắm muối mặn. Cuộc đời xưa nay vẫn vậy, nên nó có mặn chát hay không là phụ thuộc vào sự rộng hẹp trong lòng mỗi người. Chỉ vậy thôi. Lời kinh trong lòng bàn tay. Đời người chia thành ba giai đoạn: thanh niên, trung niên, lão niên.
Nếu thật sự biết thương mình trong ba giai đoạn đó, nhất định phải biết thương mình ít nhất một lần. Thương tuổi thanh xuân của mình bằng những bước chân ngoan, những bước chân vẫn luôn biết lối đi về từ đường đời muôn vạn nẻo. Biết đường trở về từ những cuộc vui, biết đường trở về từ những ngày buồn, biết đường trở về từ những đám đông, biết con đường đi đến ngày mai. Thương tuổi trung niên của mình bằng những bước chân mạnh mẽ và bền bỉ, để đến những khơi xa, đến những nơi mà ồn ả của con người không vọng tới được, để còn đi qua hết những đám đông và gánh vác cả những nông nổi lầm lỗi của tuổi trẻ, để không chỉ sống cho riêng mình. Thương tuổi già bằng một trái tim tĩnh lặng đầy từ tâm, để dừng lại và chuẩn bị cho cuộc hành trình trở về lại với chính mình, để tĩnh lặng giữa những ngổn ngang được mất đã trải qua hơn nửa đời người, để đủ dũng khí cho cuộc hành trình dài mà ai cũng phải đi qua đó một mình.